Merienti tập 4 bài số 14. Trong bài này chúng ta sẽ học hai phụ âm dòng O, đó là no po. Nó các bạn đọc lại no po. Đây là các nguyên âm mà chúng ta đã được học rồi. Khi kết hợp với phụ âm dòng O thì nó sẽ thay đổi. Ví dụ đối với sra s, khi kết hợp với phụ âm dòng O đọc là i. Tương tự e, o âm ừ, sẽ á đọc là e, sẽ á đọc là e, và cuối cùng là o đọc là o nha các bạn. No po i e om ừ e sau đó mình tìm hiểu cách viết chữ no và chữ po. Chữ no các bạn viết như thế này, đây là chữ no nha các bạn, cách viết chữ no. Tương tự các bạn có thể xem cách viết chữ po. Các bạn nếu là lần đầu tiên xem video có thể nhấn like và subscribe nếu chưa đăng ký kênh nhé. Đây là cách viết chữ po. Ở chữ po là viết như thế này. Sau đó mình sẽ đi tìm hiểu kết hợp phụ âm po và no với các nguyên âm mà ta đã được học. No kết hợp với sra om đổi thành sra úm nùm. No sra úm nùm. No sra om nòm. No sra ừ nơ. Đọc không phải là nơ đấy nha. No sra úm nút. Po si pi so sa sa pi sa. Po si pi ro pi. Thế nên chữ ro mình không có đọc thành âm nha. Pi. Po sra u pu. Po sra u pu co sa ai cái. Pu cài. Po sra o po. A sra o. Thành là o lại. Po. Các bạn là po là không đúng nha. Po không đúng. Po. Po sa ai mà không phải đọc là po pai. Mà đọc là ai là e là. Po pi. Bạn nào đọc po pai đó không đúng nha. Po pi. Sa sa om som po sa e pe sầm pe a sa a là sa e này các bạn. Bạn nào đọc sầm pa là không đúng, sầm pe. Sa cho sa ở chớ tho sa e the to sa e te ro te no sa um núm tho sa om thom no kết hợp với sa e mình đọc là y lại nha các bạn. Cái từ này đọc là ni nha. Chờ the te num thom ni. À, đó là điều lưu ý cho chữ này. Có sẽ kê no om nom cho sợ cháu no sĩ ní tô sợ tớ no sĩ nút kê nom chờ ní tô nút. Tương tự mình đọc cái câu to sẽ ta so om som po sĩ pi so sa sa ta som pi sa no om nhom tô sẽ té no sĩ ní ta som pi sa nhom té ní. Tương tự mình đọc cái câu po su pu thua si thi chua si chư po su po phu thi chư po cho sa cha chua si che po su pu có sa cái co su pu cu po sa pa cha che pu cái cu po pe cho sa cha bo sa ba cho sa cha sa som som po sa pe cha ba cha sa pe. Nào đọc lại núm nom nở núp pi sa pi pu pu kè po po pe sầm pe chờ the te núm thom ní kê nom chờ ní tư núp ta som pi sa nhom te ní pu thi chư po chờ chia pu kè pu po pe chờ ba chắc sầm pe. Đây là phần ngữ vựng. Núm là bánh, nom là dẫn hoặc rủ nhau, núm là đó kia, pizza là dùng hoặc là ăn ngố, pi là hai, pu là chú, pu cai là giỏi, po là bụng, po pê là con dê, sầm pê là chập tay xả lại. Mình sẽ dịch lại một số câu. Chờ the te núm thom nít cháo the đòi bánh lớn này kê nom chờ ni tư núm
Khê là họ nom, nom là dẫn, họ dẫn cháu ni đến đây. Thọ xong pizza nhôm tên đi à, ông xong pizza cũng người dịch là ăn nha bà, nhôm tên đi là gỏi vịt này à, ông xong à, ăn gỏi vịt này bù thi chứ quá, ông thi đau bụng chờ chia phụ cài cứu bộ về cháu che giỏi khỏe con dê cháu ba cháu xem phép cháu ba biết lại. Các bạn nhớ đăng ký kênh để nhận được video mới.